Vâng, một trong những cách để giảm áp lực từ học tập và tạo cảm hứng cho các em đó là ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, như là học tiếng Anh qua điện thoại di động hoặc là máy tính bảng có nhiều thuận lợi. Bộ giải pháp Easy Language gồm hơn 3.000 từ vựng, kèm phần mềm luyện phát âm thông qua trí tuệ nhân tạo, giúp rút ngắn thời gian tiếp thu ngôn ngữ gấp 3 lần. Bên cạnh đó thì trung tâm khảo thí được thành lập sẽ giúp các bạn nhỏ có thể luyện thi các chứng chỉ như TOEIC, IELTS, TOEFL và đánh giá năng lực đa chiều, giúp các phụ huynh học sinh có thể theo dõi sát quá trình phát triển năng lực tiếng Anh của con em mình.